khi dễ nhà em hết trơn, tại nhà em nghèo quá rồi này kia khi dễ quá rồi, cái em nghe người ta đi nhưng mà nó cũng có tiền, em cũng muốn có tiền, số tiền để cho mẹ cha mẹ đỡ khổ. Ai ngờ em đi qua tới bển rồi em mới biết, chứ ở bên đây em đâu có biết cho mẹ mấy triệu đâu, em biết mà cho mẹ mấy triệu em không có đi rồi. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì qua đây thì để thăm vé Minh Anh, cũng như là chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết một tí xíu về cái quá khứ của bé Trang. Tại vì khi mà Bùi Hồ đăng đoạn video clip lên á, thì có một vài khán giả nhắn tin cho Bùi Hồ là trước đây đã từng gặp bé Trang ở Cao Bằng lấy chồng Trung Quốc, và có hỏi có phải là như vậy không. Thì hôm nay có mặt ở đây thì Bùi Hồ cũng muốn em Trang chia sẻ lại có phải là như vậy hay không, và cái cuộc có chồng, vì sao em lại có chồng sang Trung Quốc, và cái cuộc mà em từ Trung Quốc đi về như thế nào, nếu như mà có chồng sang Trung Quốc và đi về như thế nào. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người rõ hơn ha Trang ha. Em vượt từ Trung Quốc về á, em lội núi á, thì lúc đó trong cái tư tưởng của em lội núi thì lội một cái núi, quả núi to như vậy nè, mà cái tuổi của mình khá là nhỏ á, thì mà lại một mình một thân nè, thì lúc em lội vậy khi cái cảm giác của em như thế nào? Lội là sợ, lúc đêm mà đi. Lúc đó em đi lúc mấy giờ? Dạ lúc 12 giờ. 12 giờ khuya? Dạ, có đi toàn đêm, không có đi toàn ngày. Rồi em đem theo cái gì để em lội vậy? Lúc đó là em trốn đi, em đi trốn đi, chỉ có một đồ dím da, không có gì hết. Có tiền không? Dạ lúc đó có tiền. Có tiền hả? Dạ, tiền vừa đủ về Việt Nam. Được bao nhiêu tiền? Tổng cộng là được 20 mấy triệu. 20 mấy triệu rồi đi trốn về đó là người ta dẫn đường về là 17 triệu. Trong đó còn mấy triệu là vừa về tới Việt Nam rồi đi xe về quê là vừa đủ luôn. Nhưng mà đối với những người Trung Quốc á, thì người ta rất là kỹ cái việc là dạ, quản lý tiền bạc. Dạ đúng rồi. Thứ hai là người ta quản lý về con người á. Đúng rồi. Rất là khó. Thì làm sao, cách nào em nói sao mà chồng người Trung Quốc có cho em đi? Dạ tại em ở bển em ở cũng được thời gian rồi, nó cũng hơi có tin tưởng em rồi. Rồi nó dắt em đi làm với nó. Làm gì? Chung, đi làm chung với nó. Ừ. Dạ làm chung công ty gì nè, chung cái tủ giá ép tủ. Dạ. Ừ. Làm tủ này kia đó các kiểu. Ừ. Dạ. Rồi nó dắt đi làm chung với nó, rồi lúc đầu thì nó cũng nó kêu em là tiền lương của hai đứa mình đưa cho mẹ giữ hết. Mẹ chồng vẫn còn hả? Dạ còn, mẹ chồng với cha chồng còn hết. Ừ. Rồi kêu đưa mẹ nó giữ hết, em đâu có chịu đâu. Em không chịu, rồi cự lộn hoài luôn, giữ kiểu tiền đó mà cự lộn hoài luôn, em không chịu á. Ừ. Rồi nó mới cho em giữ tiền riêng. Ừ. Tiền của nó thì em nói là tiền của anh đưa cho mẹ anh giữ không sao, còn tiền của em là em tự giữ. Ừ. Không có đưa cho mẹ anh được. Rồi cái em quậy quầy gì đó rồi nó mới không có kêu đưa cho mẹ nó nữa. Rồi tự em giữ. Tự em giữ rồi mà lúc đó toàn là con bảo là tự em lo không à. Đi làm tiền của em lo không à. Sữa sùng rồi tả này kia rồi tiền đủ thứ, toàn mua đồ ăn cơm này kia, toàn tiền em sức không à. Em làm ở đó là mỗi một tháng là được bao nhiêu tiền? Em làm công nhân á. Dạ, ít lắm. Lúc đó em làm, chứ em chỉ làm chứ làm phụ mà không làm chính. Ừ. Nên nó làm phụ là tiền kẻ tiền. Có lúc đó làm được có tiền đó là làm được mấy triệu à. Tiền nó tính giờ đây em không biết tính bao nhiêu đó. À, bên đó là xài nhân dân tệ mà đúng không? Dạ đúng rồi. Này em ẩm nấy lên nè. Nó làm sụt lên. Đây là ba chồng em là có mấy người con trai? Dạ, hai người mà sanh đôi. Mà chồng em là lúc cái người đó là lúc đó là bao nhiêu tuổi Trang? Dạ 29. 29 tuổi hả? Dạ. Ồ, mà lúc đó em biết trước không? Em biết cái người chồng mình không? Dạ không. Không hả? Dạ. Người ta làm mai. Dạ. Anh coi clip em Nguyễn thấy là người ta làm mai. Dạ. Người ta làm mai thì lúc đó em tuổi khá là nhỏ. Thì cái bà mai đó ở đâu và tại sao em lại chịu mà đi qua một cái nước khá là lạ? Nó dạ, thiệt của em chứ bản thân của anh là mình anh không dám đi. Dạ cũng có người là quen á, người quen ở xóm gì đó anh.
rồi người ta trên thành phố là về đó, rồi người ta hỏi là mai rồi hỏi đi không á, em thấy cũng quen biết ở xóm mình gì đó, rồi đi cũng cũng tin tưởng thì cũng đi. Lúc đó là sau khi cưới nhà em được nhiêu tiền trang? Tiền cưới đó, tiền cưới em chỉ hồi đó em hỏi mẹ em là cho mẹ được nhiêu, bà nói cho được có mấy triệu à. Cái mẹ hỏi sao cho được mấy triệu, nói con làm tuổi lúc đó em đi là em nhỏ tuổi, là mới có 16 tuổi mấy à, đi còn phải cước tuổi rồi làm giấy tờ này kia lên tốn tiền nhiều lắm. Rồi bà nói làm hết, làm giấy tờ hết tiền rồi chỉ sinh ra còn có mấy triệu à, cái đưa cho mẹ em luôn. Là có nghĩa là em có chồng là vì cái chữ hiếu. Để mà tại vì anh nghe nói là thấy mình nghèo quá đúng không? Đúng không anh? Thấy mình nghèo quá mình muốn giúp đỡ cho gia đình của mình. Dạ, ai cũng nghèo. Đó ai cũng khi dễ nhà em hết trơn. Tại nhà em nghèo quá rồi này kia khi dễ quá rồi cái em nghe người ta đi mà nó cũng có tiền, em cũng muốn có tiền, số tiền để cho mẹ, cha mẹ đỡ khổ. Ai ngờ em đi qua tới bển rồi em mới biết, chứ ở bên đây em đâu có biết cho mẹ mấy triệu đâu. Em biết mà cho mẹ mấy triệu em không có đi rồi. Em qua tới bển rồi em mới điện về hỏi mẹ rồi mẹ nói gì em mới biết. Qua bển có bị chồng đánh đập gì không Trang? Không có đánh mà tại nó như là nó nghe lời mẹ quá rồi mẹ nó ăn hiếp em, đối xử em tệ sao nó cũng không quan tâm tới. Cái nhà bên đó giàu không? Dạ cũng giàu mà cũng nghèo cũng bình thường anh. Dạ. Em có hỏi anh là tại sao là anh không cưới vợ ở đây mà phải về Việt Nam không? Em không biết mà. Hôm đó giờ em chưa có hỏi. Dạ. Không hỏi. À. Theo em nghe em theo nói là nghe người ta nói là bển cưới vợ đứa gái bển cưới không có nổi đâu. Mà bển đứa gái bển nó đòi đòi nhiều lắm, người xe có nhà, có cơ việc làm công ăn ổn định này kia nó mới cưới, chứ cưới nhỏ bánh tiền nhiều lắm. Tại mấy thằng của anh cưới đây nó không có tiền nó mới qua đây cưới gái Việt Nam mình. Gái Việt Nam mình cưới nó rẻ. Là lúc đó là em nhớ là năm mấy không? Dạ. Em qua Trung Quốc nhớ năm mấy không? Em nhớ là em 16 tuổi mấy, 17 tuổi á. Khoảng 22, 22, 23 rồi đó. Ủa, 2010 mấy chứ? 2018, 17. 16. Mà trước đây thì cái nạn mà gọi là gả con sang Trung Quốc á, để mà đổi đời rất là nhiều nha. Đợt đó là nổi cộm luôn. Thì sau này có những người mà người ta đi Trung Quốc về á, thì người ta lại bị cái tình trạng là, một là không biết là em có bị giống như vậy không, mà anh tìm hiểu biết là cưới một người về làm vợ cho con của mình, cho anh em của mình luôn, và thậm chí là có đôi khi là làm vợ cho cả gia đình luôn. Em cũng có nghe người ta nói nữa. Nhưng lúc đó em có bị giống gì không? Ồ, may mắn ha. Cái thứ hai là khác về cái ngôn ngữ á, thì người ta sẽ đánh mình. Mình nói tao không hiểu, người ta sẽ đánh, người chồng sẽ vũ phu, người ta sẽ đánh mình. Hoặc là cái trường hợp là đem một người thanh niên trẻ tuổi ở Trung Quốc qua, qua cưới là một người trẻ nha, nhưng mà khi về ở bên Trung Quốc là một người già. Có không? Dạ cũng có, em cũng nghe người ta nói. Hồi đó em cưới này chồng con 29 tuổi á, lúc đó em đâu có biết 29 tuổi đâu. Bên đó là chỉ có 26 tuổi, 25-26 tuổi thôi, về tới bển rồi em mới biết là 29 tuổi. Dạ. Thì cái cuộc sống ở bên đó so với ở Việt Nam của mình thì em thấy như thế nào? Ở bển thì cũng có qua bển thì tiền thì cũng có tiền, nhưng mà qua bển ở nguy hiểm lắm, sống cực khổ nữa. Nguy hiểm như thế nào hả Trang? Như là ở xa quê mình á, rồi thì cũng khó khăn này kia nữa, không có người thân bên cạnh. Phải sợ. Có khi nào mình nghĩ là mình sẽ sống ở bên đó có ngày, không có ngày về không? Dạ đúng. Thì mình ở bển em cũng nhiều khi suy nghĩ rồi, khi đi kia nó đối xử mình tệ, nghe người ta nói là qua bển có chồng gì đó rồi giết rồi tiêu rồi không biết liên lạc được con cái này kia luôn, nghe người ta nói ghê. Mà lúc em 16 tuổi thì đối với em thì nó đã đủ khôn, đủ trưởng thành, đủ nhận thức chưa? Ở đó em 16 tuổi khờ lắm. Dạ, khờ lắm, vì bởi vì em mới đi qua bển đó. Cái công việc đầu tiên em nghĩ khi mà em sang Trung Quốc thì như thế nào?
Em nghĩ cái cảnh tượng ở Trung Quốc nó là người chồng Trung Quốc giàu sang không hay là sao? Lúc đó thì em cũng không biết, thì em cũng nghĩ là Trung Quốc là chồng ở Trung Quốc thì cũng thấy cũng giàu sang, cũng có tiền kia. À, dạ. Em nghĩ là vậy thôi đúng không? Dạ. Nếu mình không nghĩ mạng sống của mình. Dạ. Lúc đó em đâu nghĩ về, nghĩ là sợ này kia, đâu có sợ mạng sống mình sao đâu, nghĩ như bên Việt Nam thôi, đâu có bình thường, không có gì đâu. Sau 6 năm qua đó làm thì tích lũy dư 20 mấy ngàn triệu là về Việt Nam là hết luôn. Dạ. Đối với bản thân em từng sống ở Trung Quốc nè, đã từng đã bị gọi là quấn vô cái nạn gọi là vì chữ hiếu mà phải hy sinh bản thân mình để mà cho cuộc sống gia đình mình đổi đời. Thì sau khi về Việt Nam thì em có lời nào nhắn nhủ đến những bạn khác, những bạn mà chưa có ý định mà muốn lấy chồng Trung Quốc giống như em không? Nếu mà bạn có lấy chồng Trung Quốc á, thì nên suy nghĩ kỹ lại đi hả đi. Tại hồi đó mình là nhỏ quá, rồi không có suy nghĩ chín chắn, rồi đi bển, rồi khổ. Muốn về một lần là khó khăn lắm. Đây bển là xa lắm chứ không phải gần. Một là khó về ngôn ngữ, ngày xưa em đi học ngôn ngữ thì sao? Đó em có chữ, em học có chữ hơi rồi em đọc cái cuốn sách đó anh. Cuốn sách mà nó dạy tiếng tiếng nước ngoài đó. Rồi với lại coi qua bển á, qua bển em coi vô tiếng phim bển, coi nhiều nhiều bển, rồi em từ từ em hiểu. Dạ. Rồi bây giờ em vẫn nói chuyện tiếng Trung Quốc được đúng không? Dạ được. Được hả? Dạ. Ví dụ như cảm ơn thì mình nói là sao? Dạ, xe xe. Xe xe hả? Dạ. Còn con thì nói là sao? Con hả? Sao khỏe. Sao khỏe. Ăn cơm? Sư pha. Sư pha. Dạ. Mà cả nhà ăn cơm thì nói là sao? Ta cha sư pha. Dạ. Ta cha sư pha. Hôm nay thì muốn hỏi em cái câu chuyện đó, tại vì rất là nhiều người bình luận đó. Dạ. Thì cũng nói đã từng gặp em, và lúc mà em về Việt Nam á, em có thể kể cho anh và mọi người nghe cái hành trình mà lúc mà bắt đầu em lên kế hoạch để em về Việt Nam không? Được không? Có.